Vườn Lan Hà Nội xin kính chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay ngày 14 tháng 7 thì em sẽ lên một số mặt hàng có cả mới cả cũ để phục vụ mọi người sưu tầm nhé. Và hơn nữa là vườn em hiện tại là đang có rất là nhiều, sau khi mà bán hàng có rất là nhiều các cái loại cây mà lung tung khác nhau. Đó, nó không vào một cái quy chuẩn nào hết. Thế nên là em muốn thanh lý cho nó gọn bớt đi, cho nó đẹp bớt với vườn đi. Thì bác nào mà có thời gian ấy, thì có thể qua vườn xem chọn một số mặt hàng. Thì nó không ở cái quy chuẩn nào nên không đưa ra một cái giá chuẩn được ấy, nhưng mà đảm bảo với mọi người là rất là rẻ. Đấy, số lượng cây rất là nhiều mà lung tung khác nhau thì mọi người có thể qua xem chọn, thì em sẽ để một cái giá rất là rẻ thôi. Địa chỉ của nhà em thì là ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội nhá, khu công nghiệp Cầu Giáo. Thì mọi người qua thì gọi số điện thoại trên bài viết cho em, cái số điện thoại mà mọi người hay mua hàng đấy, 0974 702 106. Đấy, ví dụ như những cây này thì chả biết giá thế nào mà bán này, linh tinh mọi người qua thì làm giá thế nào cũng sẽ bán thôi, giá rất là rẻ. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu quay một số mặt hàng của nhà em hôm nay nhé, có cả hàng thanh lý, có cả hàng hàng mới. Thì đầu tiên em sẽ quay cho mọi người xem cái mặt hàng đầu tiên là cây cây dễ trần này, cây dễ trần nhá. Đó, những cái cây mà được bóc rễ ra như này, bóc bỏ khỏi bầu ra như này, rễ trần để về nhà chúng ta ghép lên cây hoặc là ghép lên trụ nhá, hồ điệp, hoặc bác nào thích trồng vào chậu thì cũng được. Những cái cây này thì nó là những cái cây cận trưởng thành rồi đó, một độ to của nó mà em cầm trên tay này này, nó lỗi một tí thôi nhưng mà dễ trần, rất là dễ sống đó, cây khỏe rồi, trồng trong môi trường tự nhiên. Đây mọi người thấy em trồng môi trường tự nhiên chứ không có nhà kính điều hòa gì đâu. Thế nên là cây rất là thuần rồi, thuần khí hậu và dễ sống. Thì cái cây này hôm nay em bán thì thanh lý cho mọi người giá là 12.000 đấy nhá. 12.000. 12.000 như là cây dễ trần như thế này. Số lượng thì đây em có độ khoảng 200 cây thôi, không có nhiều. Đấy, mỗi hôm em thanh lý một tí cho gần gần nó gọn vườn đi mà. Mặt hoa thì đây là cái dòng hồ điệp phân cảnh, rất là nhiều mặt hoa đẹp đây. Đó, rất là nhiều mặt hoa đẹp. Thì vì đây là cái cây thanh lý rồi nên sẽ lung tung các màu hoa nhá, chứ không chọn cụ thể từng màu nào đâu, mà sẽ lung tung từng màu hoa thôi. Đó, rất là nhiều mặt hoa, 12.000 một cây nhá. Tiếp đến vẫn là cái dòng hồ điệp đấy nhưng mà nó là cây giống và cái cây nó nhỏ hơn trong bầu. Thì những cái cây này nó cũng lộn xộn lắm. Đây, em cũng thanh lý là 10.000 một cây nhá, 10.000 một cây. Đây, cây như trên hình em quay đây. Cái này thì có khoảng 400 cây gì đấy. 400 cây, 10.000 một cây giống như này. Cây này là cây giống thôi nhá, em trồng ở trong cái bầu nhỏ. Nhưng mà cây thì nó xấu hơn một chút, nếu có hai ba lá thôi nó xấu hoặc là nó rách lá gì đấy. Nói chung là nó có hơi lỗi một tí. Đấy. Mặt hoa thì vẫn là mấy cái mặt hoa mà mọi người vừa xem trên hình đấy. Em cho mọi người xem lại này. Đấy, hồng xanh, Anna tím trắng, bản đồ. Rất là nhiều màu. Thì những cái cây này em bán là 10.000 nhá, hôm nay toàn hàng thanh lý 10 12.000 thôi. Đây, cây này rất là đẹp này. Hai lá hoặc là ba lá nhưng mà nó rách, nói chung là nó có tí lỗi nhưng về trồng vẫn rất là ổn tại vì nó cây nó khỏe mà. Cây nó khỏe nhá. Đấy, cây rất là khỏe. Tiếp đến em quay cho mọi người một cái mặt hàng mới nhá, mặt hàng mới. Đây, mặt hàng mới để thế này. Mặt hàng mới nhá. Đây là cái cây Vanda giống. Đây, Vanda giống các màu hoa. Thì mọi người xem kỹ cái màu hoa của nó này. Em để gần cho mọi người xem kỹ nhá. Vanda này nó có khoảng 12 màu hoa. Đó, 12 màu hoa, đây là một cái chi lan dáng hương ấy. Có nghĩa là lá xòe ra hai bên và ngày sau thân lá rất là đẹp. Vanda thì mọi người có thể xem search trên mạng ấy, là sẽ ra những cái cây Vanda to rất là đẹp. Thì nhà em hôm nay bán cây là cái cây cũng chưa hẳn là cây giống. Đây, dễ đang rất là khỏe rồi. Đấy, cây này nó là cây giống nhưng mà cũng trồng được khá là lâu rồi. Và cây xanh đẹp khỏe, cũng trồng trong môi trường điều kiện tự nhiên. Và Vanda này rất thuần khí hậu nhiệt đới nhá. Đây mọi người có thể so với cái bàn tay của em đây. Cây Vanda này khá là đẹp. Đó, cây Vanda này khá là đẹp nhá. Thì cái cây này hôm nay em bán là 35.000 một cây. 35.000 một cây nhá. Đấy, nó chi lan giống kiểu như lan đai châu ấy, rất là đẹp. Sẽ cho hoa vào ngày Tết nhá. Cái cây này thì Tết có thể cho hoa rồi. Đấy, cây này nó hơi nhỡ nhỡ rồi chứ nó không phải là cái cây giống bé đâu. Bộ rễ của nó phát triển rất đẹp. Cái cây này thì mình vừa chơi ở cây vừa chơi cả rễ này. Đấy,
về mình trồng trong chậu to, nhưng để nguyên cái rễ đừng cắt đi nhé, để cho nó tua tủa xuống rất là đẹp. Đây, em cầm vài cây cho mọi người xem nhé, cây nào cũng rất là đẹp. Đó, cây nào cũng đẹp lắm. Đó, cây nào cũng rất là đẹp. Thì cây này 35.000 một cây, có 12 màu hoa cho các bác lựa chọn nhé. Thường là mọi người sẽ lấy đủ màu đấy, Vanda 35.000 một cây, 12 màu hoa. Mua mọi người có thể mua từ 5 cây hoặc 10 cây nhá. Ít hơn thì em thông cảm, em không bán được, tại vì là ít hơn thì nó rẻ quá. Tiếp đến này. Tiếp đến giới thiệu cho mọi người cái bảng già hạc Pháp này. Bảng già hạc Pháp mà bình thường em vẫn quay đấy ạ. Thì hôm nay em sẽ có một chương trình giảm giá cho mọi người nhé. Một cái bảng già hạc Pháp này mình về mình chỉ có sẵn treo lên thôi. Đấy, có móc và có ghép ở trong bảng dớn thôi. Về nhà sẵn treo lên thôi, giả pháp này nó cũng cho hoa vào ngày Tết, cho hoa vào xuân. Và đặc biệt là cái dòng này nó rất sai hoa thì em không cần phải giới thiệu nữa. Giả pháp thì nhiều bác cũng thừa biết rồi. Một cái bảng em giảm giá xuống còn 140.000 nhá. 140.000 một cái bảng giả pháp này. 140.000. Cái này em còn khoảng 20 bảng. 140.000 một bảng. Đó. Nó có 10 hoặc hơn 10 thân gì đấy. Thân nào thân đấy cũng đều rất là đẹp, và cây cây này nó dễ phát triển và nó đẻ khỏe lắm. Giả pháp này năm sau thành một cái giò rất là to. Tiếp đến là những cái phi điệp vùng miền này. Những cái phi điệp vùng miền như là núi Chúa, Châu Như, Di Linh, Tam Bố, Ta Ly, Thác Bay, Thác Khói, Ea Sô các kiểu. Đây. Ma bó các thứ. Đây, những cái cây như này em trồng được khoảng 4 tháng rồi, cây nó cực kỳ cứng khỏe rồi nhá. Cây nó không cao to nhưng mà đang đua ngọn rất là khỏe. Đấy, đang đua ngọn rất khỏe. Thì những cái cây này em bán với giá là 25.000 nhá. 25.000. Cây rất khỏe, cây cao được khoảng 3 4 cm gì đấy. Khỏe lắm rồi. Cứng khỏe và trồng thuần môi trường, về nhà mọi người có thể trồng thoải mái. Nó đang đua ngọn đấy. Đang đua ngọn khỏe lắm. Đây là những cái cây cấy mô nhá, mặt hoa mẹ rất là đẹp. Đấy, thì mình trồng với con thì nó sẽ sổ ra được những cái cây rất là đẹp, tại vì nó giống giống mẹ nó đẹp mà. Cái cây con nó sổ ra hoa rất là đẹp. Thì để bác nào mà về trồng và sưu tầm, ngày sau biết đâu có những cái mặt hoa đẹp để mình chơi. Đấy, những cái cây này cây khỏe kinh khủng luôn. Giá 25.000 một cây nhá, 25.000 một cây ạ. À, em có một ít cái châu châu nhí nhí này này. Đây, châu nhí nhí này, bác nào muốn mua thì em cũng bán nốt này. Đấy, cái đây châu nhí nhí xinh xinh này. Nó bé tí tí thôi nhá. Đấy, nó bé tí tí, nó trồng cốc này. Đấy, bé tí tí thôi. Đây, châu này bác về, bác nào về ghép lên những cái, có những cái trụ lũa ấy, hay là có những cái cây mà cây nhãn, hay ở trong nhà có cây nhãn hay cây gì đấy, cây xoài gì đấy, thì có thể ghép lên. Đấy, cho nó sống tự nhiên, đến lúc nào nó ra hoa thì ra. Cái cây này thì em còn độ 100 cây gì đấy, em thanh lý nốt cho các bác. Cái cây này nó hơi xấu rồi và nó cũng là nhỏ nữa, thì em bán cho mọi người 10.000 một cây nhé. 10.000 một cây thôi. Đây, đây trâu là 10.000 một cây thôi. Rất là xinh này. Đấy, cây bé bé này về ghép lên trụ 50 cây là có bao nhiêu, 500.000. Về ghép lên ngày sau đa dạng màu hoa rất là đẹp. 10.000 một cây đa chỗ nhỏ, gọi là nghé nhỏ đấy. Đấy, xinh xinh không? 10.000 nhá. Mọi người mua thì gọi điện, số điện thoại là 0974 702 106, hoặc là gọi, hoặc là nhắn tin cho em luôn được. Nhắn tin đầy đủ thông tin tên và địa chỉ làm được nên đơn hàng thành công nhá. Rồi, hôm nay video em kết thúc ở đây ạ. Chào mọi người.